nhưng mà nó ingest, nó vào nó ingest cái airport đấy, nó tương tác rất là nhiều, đâm ra traffic nó cứ đẩy về đấy không à, nó vào nó toàn hỏi COD không à. Cho nên là mọi người cứ thử bán COD, bán Ấn Độ thì em không mua, nhưng mà nó bắt COD, bây giờ cứ ship đến rồi trả tiền đó. Thế nên mọi người tránh những cái nước đó đi. 18 nước là có Mỹ, Đức, Úc, Canada. Anh gửi cho Philippines xem 18 nước đấy. Rồi. Về CSK nữa là về cái vấn đề tuổi. Tuổi thì cái vấn đề này thực ra không quan trọng. Mọi người test thì có thể test cái tuổi độ tùy vào cam ấy. Nhưng mà chủ yếu chạy thì sẽ chạy từ 18 đến 65. Hai cái này không quan trọng rồi ta nghe. Target, ở đây có ai dùng cái expand này không? Có tin nào dùng cái expand này không? Bỏ đi, không mong. Mọi người phải bỏ cái expand này nhé. Tích vào cái expand này là cái CVB và cái CVB tăng á. Thằng ngày xưa mà anh đi chụp ảnh đi test cái này đúng hết hồn luôn. Xong phải bỏ đi. Bởi vì cái expand này nó sẽ rig ra những cái tệp audience nó khác. Đâm ra cái perform nó kém. Cái tệp target này bây giờ sẽ là đấy điền vấn đề là mọi người chạy target, thường thường mọi người sẽ chạy một tệp to hay là chạy nhiều tệp nhỏ. Đó, bây giờ đang xem phong cách, ví dụ như là có một tệp audience 20 triệu đi, đúng không? Nó gồm 4 tệp 5 triệu. Đúng chưa? Bây giờ đang giả sử đấy thì mọi người sẽ gộp vào chạy một tệp 20 triệu hay mọi người chạy một tệp à hay chạy mọi người chạy 4 asset, một asset 5 triệu. Ở đây ai chạy tệp nhỏ? 1, 2, 3, 4, ai sẽ gộp lại vào chạy? Sao em chạy cả nhỏ cả lớn vậy? Bây giờ anh đang giả sử này, bây giờ đang có trường hợp, bây giờ có một cái tệp này 20 triệu, đúng không? Bây giờ nó gồm 4 cái tệp nhỏ. Bây giờ 4 cái tệp nhỏ thì mọi người sẽ chạy một tệp 20 triệu hay là mọi người chia ra làm 4 asset, mỗi asset một tệp 5 triệu, đấy. Bây giờ ai chạy theo kiểu A hay ai chạy theo kiểu B xem nào. Ai sẽ chạy theo một tệp to 20 triệu. Nếu mà bộ tốt thì sang luôn tệp to. 1 2 3 4 rồi. Ai sẽ chạy theo tệp nhỏ to. Thằng mạnh cho cái nào cũng dơ vậy. Em sẽ gộp hai thằng này chạy các hai luôn. Chạy gộp. Thằng không phải. Hai cái này là một mà. Anh đã bảo ví dụ là một tệp to. Không, em không sẽ nhiều khi chạy cả chọn cả hai to theo ba tệp nhỏ còn lại. Để làm sao mà có thế nó có bị overlap không? Triệu gì đấy. Thế nó có bị overlap không? Một tệp to mà narrow với cả ba cái tệp nhỏ này lại thì cái audience nó giảm mà anh. Tí giảm mà. Anh đang hỏi là để mà chạy hết 20 triệu đó thì bọn em sẽ chạy theo phương án nào? Dùng để test thôi. Dùng để test thôi. Chạy 20 triệu. Bây giờ nhá, nếu mà chạy bên anh mà chạy á thì bên anh sẽ chạy theo tiệm to, bên anh không chạy theo tiệm nhỏ. Nguyên nhân ạ? Nhỏ thì tốn tiền. Lý do là có hai lý do. Thứ nhất là khi mà chạy tiệm nhỏ, mọi người sẽ thấy chạy tiệm càng nhỏ thì cái gì càng cao. CPM nó càng cao thì cái tốn tiền hơn, tiệm nhỏ thì chúng mình đi test với những cái vấn đề rất rất là nhỏ thôi. Còn tiệm to thì vấn đề là khi mà mọi người chạy á, mọi người sẽ thấy là Facebook bây giờ nó có cái gì? Learning, đúng không? Learning thường thường nó tầm khoảng bao nhiêu sale? Tầm khoảng 25-50 sale gì đó, đúng không? Thì một asset ấy, nó sẽ nghe một asset Facebook ấy, nó sẽ có một quá trình learning. Sau khi learning đấy nó sẽ tối ưu, đúng chưa? Thì các bạn là chạy pass được cái learning ấy thì nó chạy càng lâu á, cái asset chạy được càng lâu á thì nó lại càng tối ưu hơn. Nếu mà tài khoản ổn định, nó thì pass and die thì đó là do em, những cái sản phẩm của bọn em chạy không cần phải đến tối ưu. Những cái sản phẩm và kiểu của bọn em chạy thì chỉ cần nó rig được nhanh rồi nó chết thôi, chứ còn không đến được tối ưu đâu. Không phải quan tâm đến cái phần tối ưu đâu. Ở đây em biết nhiều người chạy là không cần đến một đoạn tối ưu đâu, nhưng mà chạy sạch ấy thì mọi người phải quan tâm đến cái chuyện này. Bởi vì chạy sạch ấy, cái ca nó sẽ chạy lâu. Chạy thì mọi người sẽ phải quan tâm đến cái chuyện tối ưu, làm sao ăn được profit nhiều nhất. Thì chạy người giữa người kinh nghiệm và người ít kinh nghiệm và người pro và người newbie là nó nằm ở đoạn đó. Còn cái kiểu mà chạy mà cứ lên cam rồi nó chết bao giờ thì chết ấy, thì cái phần này gần như bọn em sẽ không phải quan tâm, mà bọn em sẽ quan tâm đến cái chuyện viết thôi, đúng không? Thì anh Yên cười hoài vậy Yên.
không có túi không hay là chỉ cần nó sống thôi. Đây thì ví dụ như là một cái asset, một cái asset nó lợi, nó cần learning đến đến 50 sale thì nó mới tối ưu. Thì khi mà một chạy một tệp to á, khi một chạy tệp to á thì nó chỉ cần đến 50 sale là nó sẽ tối ưu. Ví dụ 50 sale nó cần khoảng 1 triệu audience đi, đúng không? Anh đang ví dụ là một 50 sale ấy thì nó chỉ cần 1 triệu audience là nó được 50 sale rồi. Thì đây là 20 triệu đúng không? Thì 19 triệu audience còn lại nó sẽ được, nó sẽ được Facebook tối ưu cho cái 19 triệu audience còn lại. Đó. Còn ví dụ thì nếu mà mọi người chia cái asset này ra chạy 1 2 3 4 thì tổng cái số sale mà nếu mà mọi người cần tối ưu cho hết 20 triệu audience này sẽ là 50 50 50 50, là tổng ít nhất là 200 sale thì Facebook nó mới tối ưu lại toàn bộ cho cái tập tệp này. Đấy là cái lý do mà bọn em chạy những cái tệp to là để gì? Để Facebook nó dành thời gian nó tối ưu cho cái lượng audience còn lại. Thì các bạn nào chạy sạch thì các bạn có thể lưu ý, ví dụ như là CPV là bằng 10 đi, CPV bằng ngon là bằng 10 đi, thì với tại một cái asset to này để tối ưu thì các bạn sẽ tốn khoảng bao nhiêu? 500 đô, đúng chưa? 50 siêu nhân với 10 là 500 đô. Còn nếu mà chạy 1, 2, 3, 4 cái này để mà tối ưu cho toàn bộ audience này thì mọi người sẽ mất là 2.000 đô. Thì so cái 1.500 đô gap ấy, so 1.500 đô đấy, thì nếu mà chạy cái này 1.500 đô đấy đã được Facebook spend để tối ưu cái 19 triệu audience này. Còn nếu mà chạy bên này 1.500 đô đấy vẫn đang làm mảng media learning. Thì đấy là cách mà mình chạy để mà từ hồi Facebook có cái learning ấy là chuyển sang chạy một cách tệp to. Còn chạy tệp bé vẫn được, nhưng mà trong trường hợp là mọi người để đi, mọi người đi test cam, mọi người chạy tầm khoảng 10-20 đô đi test cam ấy, nhất là chạy POD ấy, thì ok mọi người có thể chạy tệp bé, cái tệp nào càng engage vào càng là tệp nào càng sát với cả cái mẫu ấy thì càng tốt. Nhưng mà đến lúc mà mọi người mở ra, mọi người chạy tối ưu, mọi người cũng đừng có viết trên tệp bé mà phải viết trên tệp to, đúng không? Đấy là cách mà bên mình tối ưu chạy ad đối với cả chạy sạch. Còn mà chạy không sạch thì chia như nào được. Nhưng mà đang không hiểu nhá, mình test trên cái tệp nhỏ nhá, thì mình định vị là cái nhóm đấy là nhóm nó phù hợp với cái sản phẩm của mình rồi nhá. Thế xong nó mình viết trên cả tệp to thì nó nhảy sang cái khác, nó không phù hợp thì sao? Nghĩa là cái tệp này, bốn cái tệp này là gần như nó liên quan đến con click chính ở video hunting. Em sẽ ví dụ hunting ấy thì có một cái tệp là hunting, một tệp là deer hunting, một tệp là duck hunting, là nó liên quan đến một cái chủ đề rồi. Khi một còn lại thì nó cũng liên quan đến chủ đề rất dạng dạng vậy, chứ không phải bốn tệp khác nhau hoàn toàn. Hiểu không? Ví dụ trong một cái tệp to, ví dụ book đi, tệp book thì có ví dụ như là người thích đọc tiểu thuyết, người thích đọc trinh thám, người thích đọc cái gì đó chẳng hạn, thì mỗi cái nó là một tệp khác nhau nhưng mà nó liên quan đến một cái tệp, nó vẫn nằm trong một cái nick chính, chứ nó không phải là một bên ông book, một bên ông yoga, một bên ông gì, bốn cái khác nhau. Hiểu không? Mà cái ý của em là bốn cái này vẫn đang nằm trong một cái chủ đề chính. Chị hiểu rồi, ví dụ chị thích chó chẳng hạn, nhưng mà nếu mà là chó cho chị nuôi là phúc sóc chẳng hạn, thì nếu mà con chó đó thì chị không chơi rồi. Cái đấy là khác nhau hoàn toàn rồi. Bởi vì cái chủng loại chó, ngày đấy người ta đã tính là cái nếu mà chó tách trên chó này ấy, thì cái đấy là một cái nick riêng rồi, không thể như thế. Ý của em ví dụ như là giải thích sao cho chị hiểu nhỉ? Một cái tệp to khi mà chị test ấy, thường nó sẽ có một cái tệp to. Ví dụ như là chị test, khi chị đi test nick hunting đi chẳng hạn. Đó. Chó thì mỗi chủng loại chó thì mỗi cái, bởi vì cái mẫu hunting ấy, ví dụ hunting nha, cái mẫu của em thiết kế về hunting ấy, hunting bình thường á, là em có thể bán cho tất cả các cái loại hunting. Còn cái mẫu của chị chó, ví dụ chị fox shop, chị thiết kế con fox đi thì chị chỉ bán được cho các loại fox shop thôi. Chị hiểu. Tức là tệp to của em chính là cái tệp to. Đúng rồi, và cái mẫu của em là bán được hết cho tất cả các audience trong tệp. Ví dụ tệp nhỏ trong cái fox shop, ví dụ con fox shop đen, con fox shop trắng chẳng hạn, thì mới định nghĩa là một tệp nhỏ. Đúng rồi. Nghĩa là cái mẫu đó nó phải phù hợp. Nó phải bán được cho cả cái đống kia. Kiểu vậy. Thì đấy là cách mà bên mình test Facebook. Các bạn nào mà muốn tối ưu và chạy xa kết có thể thử. Bên em có chạy xa đó thì cái phòng cái asset mà để cho lên đến thì như đạt xong lên đến rồi. Thì giả sử hôm nay nó lên đến xong, mấy ngày sau nó buồn và nó tăng. Thì lên đến rồi nhưng mà nó buồn thì sản phẩm nó hết ngon thôi. Asset nó hết ngon thôi. Em muốn cao chạy. Nhưng mà đắp ra thì nó lại có xe linh lại, nó sẽ đưa lên lại đắp ra thì nó lên linh lại là ứng rồi, là nhưng mà đắp cái sao vậy
Thì em thử đáp ra nhiều xem thử. Nếu mà bị như vậy em thử đáp ra nhiều nhưng mà chạy bây giờ nhỏ. Thử xem thử. Chứ là bây giờ Facebook nó không ổn định mà cứ thử thôi. Anh đọc và lấy được. Anh ví dụ như là em để mấy chục đô đấy đúng không? Ví dụ 50 đô đi chẳng hạn, nó lớn lên nó cùi quá em phải đắp ra mỗi cái đắp ra chỉ khoảng 10-20 đô nếu mà ra xem ngon vẫn chạy thôi. Nhưng là bây giờ Facebook nó đang không ổn định thì mình cứ test hết các cái khả năng em thể thôi. Thì cái nào ngon thì mình viết thôi. Cái nào chỉ số ngon thì mình viết thôi chứ em đợi gì nữa. Của anh cứ đắp ra cái nào chỉ số ngon thì mình viết thôi. Ngày xưa thì của anh không bao giờ của anh đắp hết, không bao giờ anh đắp hết, nhưng mà đừng một năm rưỡi ở lại đây thì anh có đi theo một trường phái đắp đất xét tí nữa anh chia sẻ là tại sao bên anh chúng ta phải đắp đất xét. Thì như vậy là group mình khi mà test thì mỗi một sản phẩm mình chỉ test một cam một asset và đi theo cái tên thật là to nhất. Đúng rồi, bọn anh thường á, bọn anh test đấy là dropship ấy, nếu mà sản phẩm mà có target đấy là một cam 18 nước và đi tên to nhất, còn lại hầu hết bọn anh sẽ chạy full target, full US. Một asset. Nhưng mà full US thì cái lúc mà chạy trường hợp dưới rồi, lúc mà cái số của em ngon rồi, quá nhiều sale rồi em phải chạy full target được. Full target thì nó không có target nhưng mà có cái số nó ngon rồi, thì lúc nó sẽ tối ưu ngon hơn là quay về target. Nhưng mà chạy dưới rồi đấy, khi nó lượng sale của anh nhiều thì mới chạy được. Nhưng mà test cái nó phải là bao tiền cách nào bao tiền của nó sẽ cái mà chạy full US hay là chạy có target. Nếu mà có target chạy tầm khoảng 20 đô thôi, còn full nữa ít nhất là 50 đô đến 100 đô, nhưng mà bọn em phải chịu được lỗ và phí sổ.